14. Phẩm Thí Dụ. bây giờ, cụ thọ thiện hiện Bạch Phật. Bạch Thế Tôn có phải đúng thật là bát nhã bà làm mật đa sâu xa vì việc lớn mà xuất hiện ở đời không? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng thật là bát nhã bà làm mật đa sâu xa vì việc lớn mà xuất hiện ở đời. Vì sao? Vì đúng thật là bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể thành tựu trí nhất thiết trí. Đúng thật thành tựu các bậc độc giác, đúng thật thành tựu các bậc thanh văn. Thiện hiện nên biết như quán đành, đại vương, sát đế lợi, oai đức tự tại, chinh phục tất cả, đem các việc nước giao cho quan lớn nên rảnh rỗi, nhàn hạ, an ổn, vui vẻ. Trừ Phật cũng thế là đại pháp vương oai đức tự tại, chinh phục tất cả, đem các pháp vật hoặc pháp độc giác hoặc pháp thanh văn đều giao phó bát nhã bà la mật đa sâu xa để được thành tựu khắp tất cả thế nên này thiện hiện bát nhã bà la mật đa sâu xa xuất hiện ở đời vì việc lớn là đúng sự thật thiện hiện nên biết bát nhã bà la mật đa sâu xa không vì tiếp nhận sự chấp trước sắc mà xuất hiện ở đời không vì tiếp nhận sự chấp trước thọ tưởng hình thức mà xuất hiện ở đời, không vì tiếp nhận sự chấp trước quả dự lưu mà xuất hiện ở đời, không vì tiếp nhận sự chấp trước quả nhất lai bất hoàn a la hán mà xuất hiện ở đời, không vì tiếp nhận sự chấp trước độc giác bồ đề mà xuất hiện ở đời, không vì tiếp nhận sự chấp trước trí nhất thiết trí mà xuất hiện ở đời. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Vì sao bát nhã ba làm bật đa sâu xa này cũng không vì tiếp nhận chấp trước trí nhất thiết trí mà xuất hiện ở đời? Phật dạy Này thiện hiện ý ông thế nào? Ông thấy có quả A-la-hán có thể tiếp nhận chấp trước không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Còn không thấy có quả A-la-hán có thể ở trong bát nhã ba làm bật đa sâu xa tiếp nhận sự chấp trước? Phật dạy này thiện hiện hay thay hay thay ta cũng không thấy có phép như lai có thể ở trong bát nhã bà la mật đa sâu xa tiếp nhận sự chấp trước thế nên này thiện hiện bát nhã bà la mật đa sâu xa không tí tiếp nhận sự chấp trước trí nhất thiết trí mà xuất hiện ở đời cụ thọ thiện hiện bạch phật Bạch Thế Tôn nếu bát nhã và làm mật đa sâu xa cũng không vì tiếp nhận chấp trước trí nhất thiết trí mà xuất hiện ở đời thì các chúng Bồ Tát mới học Đại Thừa nghe nói như vậy tiền danh tâm hoàng sợ không thể tiền nhận nếu từng ở nơi vô lượng quá khứ Phật có đầy đủ nhân duyên phát nguyện rộng lớn luôn luôn tích tập căn lành tốt đẹp nhất các chúng Bồ Tát nghe nói như vậy mới có thể tin thọ được Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, do nhân duyên này, không nên vội thuyết bát nhã ba làm mật đa sâu xa cho các Bồ Tát mới học Đại Thừa. Khi ấy, các thiên tử cõi dục và cõi sắc đều bạch Phật. Bạch Thế Tôn bát nhã bà làm mật đàn này thật là sâu xa, có thấy, khó biết vô cùng, khó tin hiểu. Những hữu tình nào đã từng ở nơi vô lượng quá khứ Phật phát nguyện rộng lớn trồng nhiều căn lành và phục vụ nhiều bạn lành thì mới tìm hiểu được bát nhã và là mật đa sâu xa nếu như các loài hữu tình nơi tam thiên đại thiên thế giới tất cả đều thành tựu tùy tiến hành trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp những loài hữu tình đó tu tự địa hạnh chẳng bằng có người đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này vui thích nghiền ngẫm suy tư so sánh quan sát trong một ngày thì công đức đạt được nhiều hơn công đức kia vô lượng Phật dạy các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, như các ông đã nói. Thiên tử nên biết, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân được nghe bát nhã và làm mật đa sâu xa, thì mau chóng chứng đắc niết bàn, vượt hơn tùy tiến hành đã nói trước đây, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp, tù tự địa hạnh, huống là vui thích nghiền ngẫm, vân vân. Các thiên tử nghe lời Phật dạy hoan hỉ phấn chấn, đảnh lễ, tức thế tôn, nhữ quanh bên phải ba vòng, rồi từ tạ trở về cung họ ra khỏi hội chúng chẳng bao xa bỗng nhiên biến mất tùy thuộc cõi nào họ trở về cùng cõi ấy khuyến khích chư thiền, tu hạnh thù thắng cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát nào nghe bát nhã và làm mặt đa sâu xa có thể sanh tin hiểu không bị chìm đắm không bị mê muội không nghi hoặc không chấp thủ hoàn hỉ lắng nghe cung kính cúng dường Vì ấy từ đâu sanh đến chỗ này phật dạy này thiện hiện nếu hướng các đại bồ tát nghe bát nhã và làm mật đa sâu xa có thể sanh tin hiệu, không bị chìm đắm không bị mê muội không nghi hoặc không chấp thủ hoàn hỉ lắng nghe cung kính cúng dường ưa gặp ưa nghe thọ trì đọc tụng thường không xa lìa bát nhã và làm mật đa sâu xa và có những ý tưởng tốt đẹp tương ứng với người đó yêu mến đi theo người thuyết pháp như bỏ con theo mẹ chưa tạm xa lìa cho đến dù chưa được tất cả nghĩa lý bát nhã ba la mật đa sâu xa thông suốt rốt giáo có thể giảng nói cho người thì vẫn không bao giờ xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa và thấy thuyết pháp dầu trì trong giây phút đại bồ tát này từ trong cõi người sanh đến đây nhà bảo nhân tốt đẹp đời trước nên thành tiểu sự kiện hôm nay của thọ thiện hiện bạch phật Bạch Thế Tôn có phải các đại Bồ Tát thành tựu công đức như vậy là nhờ vào thừa sự cúng dường chư Phật ở phương khác, rồi từ đó sanh ra đến đây chăng? Phật dạy, này thiện hiện có đại Bồ Tát thừa sự cúng dường chư Phật ở phương khác, rồi từ đó sanh ra đến đây thành tựu công đức tốt đẹp như vậy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này trước đây đã ở nơi vô lượng Đức Phật Phương khắc nghe bát nhã và làm mật đa sâu xa, sanh lòng tin hiểu, cung kính, cúng dường, biên chép thọ trì, thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa trong kinh bát nhã và làm mật đa, tư duy tụ tập, giảng dạy cho người khác. Từ nơi đó họ sanh đến đây nhờ căn lành đã có nên thành tựu được việc này. Này thiện hiện có Đại Bồ Tát là chư thiên từ trời đổ sử đa, sanh trong loài người, họ cũng được thành tựu công đức như vậy vì sao vì đại bồ tát này đời trước đã ở trời đổ sửa đa nơi đại bồ tát từ thị nghe bát nhã và làm bật đa sâu xa sanh lòng tin hiểu cung kính cúng dường thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa trong kinh ấy tư duy tu tập rộng vì người nói vị ấy từ cõi đó sanh đến đây nhờ căn lành đời trước nên thành tựu được việc này này thiện hiện các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa tùy đời trước đã được nghe bát nhã bà la mật đa nhưng không thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa đời này sanh trong loài người nghe nói bát nhã bà la mật đa sâu xa này tâm không mê mờ nghi ngờ thối lui hoặc có lúc sanh ra những sự hiểu biết khác khó có thể khai ngộ vì sao vì không hiểu nghĩa nên tâm mê mờ nghi ngờ thối lui này thiện hiện các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa tuy đời trước đã được nghe bát nhã bà làm mật đa cũng từng thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa khoảng một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày nhưng không theo lời dạy tinh tấn tu hành ngày nay sanh trong loài người được nghe dạy bát nhã bà-la-mật đa sâu xa dầu chỉ trải qua thời gian ngắn tâm người ấy vẫn vững chắc không ai có thể phá hoại nếu giờ chỗ nghe bát nhã và làm mật đa sâu xa và vị thầy thuyết pháp để thỉnh hỏi nghĩa sâu màu thì người ấy liền thối thất sanh tâm do dự vì sao vì tuy đời trước thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa được nghe bát nhã bà la mật đa cũng thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa nhưng không tu hành tinh tấn theo lời dạy nên đời này đối với bát nhã bà la mật đa sâu xa có khi muốn nghe có khi chẳng muốn nghe có khi tâm bền vững có khi tâm lui sụt tâm ấy dao động tấn thối không thường như bông gòn chuyển động theo gió nên biết các thiện nam tử vân vần chủ bồ tát thừa mới học đại thừa mặc dù có tín tâm nhưng không thanh tịnh kiên cố đối với bát nhã và làm mặt đa sâu xa không thể tin ưa lâu dài theo nghiệp vị ấy sẽ rơi vào một trong hai địa là thanh văn hoặc độc giác địa thiện hiện nên biết như chiếc thuyền bị thùng giữa biển cả mênh mông. Những người trong thuyền nếu không nắm được cây, đồ vật, phao nổi, tấm ván, thây chết vân vân làm chỗ nương tựa, biết chắc họ sẽ bị chết chìm, không qua đến bờ kia được. Nếu những người trong thuyền đó nắm được cây, đồ vật, pha nổi, tấm ván, thây chết vân vân làm chỗ nương tựa, nên biết những hạng người này không bao giờ bị chết chìm, được an ổn nơi biển cả và đến bờ bên kia không bị tổn hại hưởng các sự an vui các thiện nam tử vân vân chủ bồ tát thừa cũng như vậy có người tùy đối với đại thừa có thành tựu chút ít sự kính tin yêu thích nhưng không tiếp nhận bát nhã và làm mật đa sâu xa làm chỗ nương tựa nên biết hạng người đó lui mất giữa đường không thể chứng đắc trí nhất thiết trí nghĩa là rơi vào thanh văn hay độc giác Người nào đối với Đại Thừa mà có tin, có nhẫn, có thích, có muốn, có tinh tấn, có thắng giải, có không buông lung, có ý vui thủ thắng, có xả, có kính, có vui, có mừng, có tâm thành tịnh, có đối với quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề không bỏ điều quy định hoàn hảo, và có thể tiếp nhận bát nhã và làm bật đa sâu xa làm chỗ nương tượng. Nên biết những người này không bao giờ giữa đường lôi sụt vào thanh văn hay độc giác, nhất định sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng vô đà, mang lại lợi ích an vui cho tất cả mọi loài trong tương lai. Này thiện hiện như có người nam hay người nữ mang chiếc bình đất sống đến sông suối, giếng ao khe để lấy nước, nên biết chiếc bình này chẳng bao lâu sẽ bị tàn rã. Vì sao? Vì chiếc bình này chưa nung chín, chẳng khắp nổi sự đựng nước nên cuối cùng trở thành đất cũng vậy này thiện hiện có thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa tùy đối với đại thừa có tin có nhẫn có thích có muốn có tinh tấn có thắng giải có không buông lung có ý vui thủ thắng có xả có kính có vui có mừng có tâm thanh tịnh có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không bỏ điều quy định hoàn hảo nhưng không tiếp nhận phương tiện thiện xảo của bát nhã bà làm mật đà sâu xa nên biết những kẻ đó sẽ lui mất giữa đường không thể chứng đắc trí nhất thiết trí nghĩa là rơi vào thanh văn hay độc giác địa này thiện hiện như có người nam hay người nữ mang chiếc bình đã nung chín đến sông suối giếng ao khe để lấy nước nên biết chiếc bình này không bị tan rã vì sao vì chiếc bình này được nung chín tốt kham nổi sự đựng nước rất bền chắc cũng vậy, này thiện hiện có thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa. Đối với đại thừa có tín, có nhẫn, nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không bỏ và có thể tiếp nhận phương tiện thiện xảo của bát nhã và làm mật đa sâu xa. Nên biết những người này không bao giờ giữa đường đua sụt vào thanh văn hay độc giác địa nhất định sẽ chứng tắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, mang lại lợi ích an vui cho tất cả mọi loài trong tương lai này thiện hiện như có người buôn không có trí khôn khéo thuyền ở trên bò chưa được sửa chữa chắc chắn vừa kéo xuống nước cấp tốc ra đi nên biết thuyền này giữa đường bị hư chìm người thuyền của cải vật chất trôi đi khắp nơi người buôn này không có trí khôn khéo nên tán thần mất mạng và mất những của cải quý báu cũng vậy này thiện hiện, có hơn thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa tuy đối với đại thừa có tín có nhẫn nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không bỏ quy định hoàn hảo nhưng không tiếp nhận phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết những kẻ đó sẽ nuôi mất giữa đường không thể chứng đắc trí nhất thiết trí nghĩa là rơi vào thanh văn hay độc giác địa này thiện hiện như có người buồn trí tuệ khéo léo trước khi ra khơi sửa thuyền thật chắc chắn rồi mới kéo xuống nước biết phòng có lỗ thủng sau đó đem đồ đạc của cải chất lên thuyền ra đi nên biết thuyền này chắc chắn không bị hư chìm người và đồ đạc được đến nơi an ổn cũng vậy này thiện hiện thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa đối với đại thừa có tín có nhẫn nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không bỏ quy định hoàn hảo và có thể tiếp nhận phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết những người này giữa đường không bao giờ lui ruột vào thanh văn hay độc giác địa nhất định sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm lợi lạc cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai vì sao? Vì nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, đối với đại thừa có tín, có nhẫn, nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không bỏ quy định hoàn hảo, và có thể tiếp nhận phương tiện thiện xảo của bát nhã ba làm Bạch đa sâu xa, suốt trong thời gian ấy không rơi vào thanh văn hay độc giác địa, nhất định sẽ chứng tác quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thường làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Này thiện hiện! Ví như có người 120 tuổi, già nua suy yếu, lại thêm nhiều bệnh như bệnh phong, bệnh nhiệt, bệnh đàm hoặc ba bệnh xen lẫn. Ý ông thế nào người già bệnh này có thể từ giường ghế tự đứng dậy được không? Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy này thiện hiện, người này nếu đỡ cho đứng dậy cũng không có sức đi một dặm, hai dặm, ba dặm. Vì sao? Vì đã quá già và bệnh, cũng vậy này thiện hiện có thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa giả sử đối với đại thừa có tín, có nhẫn nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không bỏ quy định hoàn hảo nếu không tiếp nhận phương tiện thiện, thiện xảo của bát nhã bà la mật đa sâu xa nên biết hạng người này không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bị lôi sụt vào thanh văn hay đọc giác địa vì sao? Vì xa lìa pháp phương tiện thiện xào bát nhã ba la mật đa nên phải như vậy. Này thiện hiện ví như có người một hai mươi tuổi, già nua suy yếu, lại thêm nhiều bệnh như bệnh phong, bệnh nhiệt, bệnh đàm hoặc ba bệnh sen lẫn. Người già bệnh này muốn từ giường ghế đứng dậy đến chỗ khác nhưng không thể đứng được. Có hai người mạnh, mỗi người nâng một bên nách, đỡ dần cho đứng lên và bảo người đó đừng lo bị khó khăn muốn đi đầu tùy ý hai người chúng tôi không bao giờ bỏ ông chắc chắn đưa đến an ổn không có tổn hại cũng vậy này thiện hiện có các thiện nam tử vân vân chủ bồ tát thừa nếu đối với đại thừa có tín có nhẫn nói rộng cho đến có đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không bỏ quy định hoàn hảo và có thể tiếp nhận phương tiện thiện xảo của bát nhã bà làm mật đa sâu xa nên biết những người này không bao giờ giữa đường bị lưu sụt rơi vào thanh văn hay độc giác địa nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề truyền pháp luân vì diệu độ thoát các hữu tình